Theo bài viết trên báo Nhân dân, mưa lũ do bão số 3 vừa qua gây thiệt hại rất lớn ở tỉnh Thái Nguyên, trong đó có gần 7.400 hộ gia đình, chủ yếu là hộ nghèo, cận nghèo hoặc mới thoát nghèo, cư trú ở vùng đặc biệt khó khăn, vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội. Theo tổng hợp của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên, nhu cầu tiếp tục vay vốn tín dụng của các hộ bị thiệt hại do mưa lũ để khôi phục sản xuất, giải quyết việc làm là khoảng 250 tỷ đồng, nhưng ngân hàng chưa có vốn để cho vay. Theo thông tin trên báo tuổi trẻ, gạo, cà phê, rau, quả, tiêu năm nay được xuất khẩu với mức giá tăng bọt, đưa kim ngành xuất khẩu ngành nông sản đạt mốc mới. Báo cáo tài chính quý 3 năm 2024 cho thấy mức tăng trưởng toàn thị trường được đóng góp chủ yếu bởi nhóm phi tài chính với bức tranh kinh tế tươi sáng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết trong 10 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp mang về gần 52 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp có thể đạt 62 tỷ đô la Mỹ trong năm nay và là con số kỷ lục từ trước đến nay. Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy nhập khẩu thép về Việt Nam tiếp tục tăng cao. Trong 9 tháng năm 2024, Việt Nam nhập khẩu gần 12,3 triệu tấn sắt thép trị giá trên 8,97 tỷ đô la Mỹ, tăng 31,7% về lượng và tăng 19% kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái theo bài viết trên báo đại biểu nhân dân lượng thép trung quốc nhập khẩu vào việt nam được kỳ vọng sẽ sụt giảm do những triển vọng như chính sách tiền tệ của trung quốc sẽ kích thích nền kinh tế qua đó hỗ trợ thị trường bất động sản và thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thép kéo theo đó các doanh nghiệp thép tại trung quốc sẽ giảm bớt áp lực trong việc tìm nguồn tiêu thụ thay thế khoảng hai thập kỷ qua việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ trong đó có công nghệ sinh học vào nông nghiệp đã góp phần đưa việt nam trở thành một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về sản xuất xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp nhưng gần đây theo bài viết trên báo quân đội nhân dân việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp ở việt nam đang bị hụt hơi khiến nước ta phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu so với thế giới một số ý kiến chuyên gia cho rằng nguyên nhân chính là do rào cản về các cơ chế chính sách còn bất cập để đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế ngành nông nghiệp việt nam tới đây cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học cùng các giải pháp nông nghiệp chính xác nhằm thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu tăng tính cạnh tranh trên thị trường quốc tế vận tải hành khách tuyến cố định bằng ô tô đang gặp vô vàn khó khăn do sự cạnh tranh khốc liệt của nhiều loại hình khác và do chính sự trì trệ chậm đổi mới trong nội tại Bài viết trên báo Kinh tế và Đô thị khẳng định để vực dậy vận tải hành khách tuyến cố định, các bến xe cần định vị được vai trò dẫn dắt và hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp vận tải, nâng cao sức cạnh tranh bằng chính chất lượng dịch vụ. Đồng thời các lực lượng chức năng cần dọn sạch vi phạm trên những tuyến đường xung quanh để tăng cường hiệu quả hoạt động của các bến xe, không bị xe dù, xe trả hình bùa vây. Có như vậy xe vận tải hành khách tuyến cố định sẽ không bị cuốn theo những phương thức cạnh tranh không lành mạnh làm xấu đi hình ảnh của mình. Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng năm 2024 đang diễn ra hứng khởi tại các dạp điểm diễn của thủ đô với sự tham gia của 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp. Theo bài viết trên báo Hà Nội mới, kỳ liên hoan này đánh dấu bước mới trong tổ chức vì xuất hiện các đơn vị nghệ thuật ngoài địa bàn hà nội và còn mở rộng đề tài tạo cho liên hoan có dịp giới thiệu quảng bá sân khấu của hà nội tới khán giả và đồng nghiệp các địa phương bên cạnh đó người làm nghề của thủ đô cũng được thưởng thức giao lưu với sân khấu cả nước đây cũng là cơ hội để các tác phẩm hay cùng đua tài và các đơn vị sân khấu học hỏi giao lưu tạo những chuyển động mới chân trời sáng tạo mới cho sân khấu thủ đô